Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói Lalin. Con chào các bác cả. Nhưng mà nó kêu nhiều lắm, có để đau đầu lắm. Ông chị nhỏ được rồi. Ủa, trời mưa rồi các bác ạ. Hiện tại thì trên kênh em Cói là vẫn còn mật ong khoái rừng. Cô bác nào mà có nhu cầu là mưa ở đây đấy. Mua mật ong khoái rừng nguyên chất, chuẩn mật ong rừng về để mà mọi người làm thuốc hay là mọi người có nhu cầu là dùng đồ rừng chuẩn thật thì có thể liên hệ với lại em Cói. Đây là chai 1 lít mật ong khoái rừng nguyên chất ở trên kênh em Cói. Nhà em Cói thì đang bán với giá là 500.000 đồng 1 lít. Là chưa tính tiền ship. Tiền ship thì nó sẽ rơi vào độ khoảng 30 cho đến 40.000 hoặc là 25.000 đấy. Và còn có cả đây là chứa hột nữa. Hiện tại thì nhà em Cói vẫn đang còn là chứa hột rừng. Đây là chứa hột rừng của mẹ em Cói. Đấy, rất là hy vọng là được các cô các bác là mua hàng ủng hộ cho em Cói để em Cói có thêm kinh phí để mà làm video với lại mua kẹo cho bé Đạt. Cảm ơn cô bác rất là nhiều. Nên ngày hôm nay thì em Cói là cũng đã có được thông tin của bớ rồi các bác ạ. Thì như các bác cũng biết là trước đó thì em Cói có nhận được cuộc gọi của chị chủ quán cũ, là chị có nói với lại em Cói là bây giờ hiện tại thì bớ không có đi làm cho chị nữa. Đấy, trước ý, cái chỗ mà bớ làm ý, là ở ngay xã nhà đấy, cùng huyện với lại em Cói. Đấy, em Cói thì ở huyện Bát Sát các bác ạ. Thì trong mấy ngày hôm nay thì em Cói cũng đã liên lạc được với lại bớ rồi. Thì theo như Cói được biết ý, bớ nói là bớ bây giờ hiện tại là đang làm ở một huyện khác, là huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai, chứ không phải là trong huyện Bát Sát nữa, mà là ngoài huyện khác rồi. Đấy, và công việc mẹ lại uống cái này không? Không, mẹ không uống. Hiện tại thì công việc của bớ cũng sẽ giống như là công việc cũ, và bớ nói là chủ yếu ý, thì sẽ là quét dọn với lại rửa bát đũa. Nên tình là em Cói được bớ nói với lại em Cói là thế. Nên các bác cũng xem có xin phép là bác cũng sữa cho bé Đạt. Đạt là rất là thích uống sữa này. Nên còn chỗ mà bớ làm là huyện Bảo Thắng thì sẽ phải đi qua thành phố Lào Cai, sau đó thì các đi xuống một đoạn nữa. Các bác phải uống cái này ra để lớn. Được, để lớn lắm rồi. Đấy, thì đây bớ có nói với em Cói là ở đây thì chủ yếu là làm vào buổi tối, cho nên sáng ra thì chủ là người ta đây, ở đây em làm đêm nên buổi sáng không có được đi đâu. Anh chủ khóa cửa luôn. Đấy, bớ có nói với em Cói là chị ơi chị không cần phải lo đâu ạ, ở đây người ta không cho đi đâu đâu ạ, họ nuôi ăn ở. Đấy, cái việc ở đây thì cũng chỉ là quét dọn thôi ạ, với cả rửa bát đũa thôi ạ. Đấy, ở huyện Bảo Thắng. Đấy, thì trước mắt là em Cói là nắm được những cái thông tin là như vậy. Đấy, ngày hôm nay thì sống sét đùm bùm đùm đùm đoàng đoàng luôn. Đạt ơi, con cứ xách con mèo như vậy. Này thì ở trên chúng em là mây mù là âm u như kiểu là mùa đông luôn rồi. Đây, khi mà các bác là nhận được chai mật ong ấy thì nếu mà các bác bóp như thế này này thì cảm giác là cái chai còn căng, thì mình sẽ phải để nó lắng một chút, sau đó mình mở chai thì mình mới kiểu mở từ từ. Đó. Kiểu khi mà các bác nhận được do quá trình vận chuyển ý, thì nó cũng sẽ có kiểu nó sóc, nó lên bọt trắng ở đây thì không sao nhé các bác nhé. Đấy, mật ong rừng là nó sẽ có ga. Và có những chai ý, thì khi các bác nhận được ý, thì mình bóp là nó vẫn còn mềm mềm như này, nó không lên ga. Nhưng mà có những chai nó sẽ lên ga. Và mật ong thì mỗi tổ nó sẽ kiểu khác nhau, cho nên là sẽ có những tổ là màu nó đậm hơn, mật nó già hơn. Có những tổ thì mật ong nó sẽ lại kiểu nhạt hơn thì mật nó non hơn ý. Đấy, cho nên là khi mà trên kênh em có bán mật ong thì không phải là lúc nào mật ong là nó cũng sẽ kiểu dạng như là một màu đồng nhất đấy, tất cả chai nào cũng sẽ giống chai đấy là không phải ạ. Mấy ngày hôm nay thì em có là cũng quanh quanh ở nhà đấy, trông bé Đạt với lại đi trồng ngô, trồng ngày hôm nay đi tập cày bừa ruộng cho bố mẹ thôi, đi nương về rồi đây. Đấy, ruộng là mấy nước lại chuẩn bị cấy rồi, thời gian trôi qua là rất là nhanh. Đấy, mùa hè thì bây giờ là bé Đạt được nghỉ hè ấy, và đến tháng 9 thì cũng chuẩn bị lên lớp 1 rồi. Đấy, tháng 9 là lên lớp 1 nên là em Cói cũng sẽ dành thời gian ở nhà với lại bé Đạt nhiều hơn để mình kèm con học. Đấy, với lại mình nói chung là không đâu bằng bố mẹ, và nói chung ông bà là chăm sóc bé Đạt là rất là tốt rồi, nhưng mà mình ở nhà mình chăm sóc con thì em có nghĩ là mình là mẹ ấy, thì cũng kiểu gần con là cũng nhiều cái là cũng sẽ dễ nói hơn, dễ dạy bảo con hơn. Đối với lại em Cói thì con cái là nhất, cái việc
dạy con cái nó rất là quan trọng và việc học của con cũng thế. Nhưng mấy ngày hôm nay thì với Đạt đang học chữ. Đạt có muốn cho các ông bà, các bác xem chữ Đạt tô Đạt học không? Có. À. Cho các bác con xem học bài này. Đạt phải nói từ từ thôi, Đạt nói nhanh quá. Đây. Ở đây. Làm đây. Đâu, để mẹ cho các bác xem, mẹ cầm cho nhé. Đây, Đạt đang tô chữ cái. Hay đây là ô. O nữa mà. À. Đây là chữ gì đây? Ơ. À, đúng rồi, ơ. Ơ hay nhỉ. Ơ hay nhỉ, đúng rồi. À. Đúng chưa? Á à, mà. Đâu, á à, đâu? Ui, mưa to lắm. Ừ, á. À. Đúng rồi, đây là á này rồi. Ừ. Đây chữ gì đây? Đúng rồi. Đây Đạt đang tô. Tờ. Tờ, đúng rồi. Tờ. Đấy, mấy ngày nay thì Đạt là tập tô chữ này với lại tô số. Đó. Giờ là chuẩn bị gần hết cái quyển này rồi, còn quyển số thì tô hết rồi. Mấy nữa là em có sẽ... Có gì là đi chợ thì sẽ mua thêm cho cái Đạt tô thêm. Nên đi ra chỗ mà người ta bán sách vở ấy. Đây là thêm là nấm đây. Ờ, đây là súp lơ mà con. À. Đây là gì đây? Con tay, con rắn. Ừ. Máy bay. Máy bay, trực thăng. Đạt là... Yêu anh con lồn tẻ, anh vui quá. Thích con mèo quá. Thì con mới hãy nói chơi nè. Sợ quá. Lên hình là con mèo. Nào. Con mèo nó đau con. Con phải nhẹ nhàng hơn con mèo chứ. Ngày hôm nay là lại tiếp tục bão, lại tiếp tục mưa. Ngày hôm nay là đón cơn mưa rất là lớn. Và hôm trước ý, bớ có gửi cho em có cái định vị, cái chỗ mà em đi làm. Thì nếu như mà ngày mai mưa nó nhỏ nhỏ mà không quá là lớn ý, thì em có ý là sẽ lần theo cái định vị mà em đi gửi để mà đến tận nơi là xem như thế nào. Để cho các cô các bác là mọi người cũng cùng biết. Bởi vì em có biết được rằng là không chỉ riêng em có ý, mà toàn thể quý cô bác đang theo dõi kênh là mọi người cũng đều rất là lo lắng cho em bớ ý. Đạt là mới nay là mới bắt được con mèo về để bắt chuột, là Đạt là thích chơi con mèo quá. Con không thích chơi iPad nữa mà thích chơi mèo. Đạt bảo không thích xem iPad nữa mà thích chơi mèo. Đấy, mưa to lắm này, các bác nhìn này, mới có một lúc thôi mà đường là nó đã có lũ rồi. Nay là còn kiểu mưa gió sấm chớp ấy. Đây, từ ngày mà gia đình bố mẹ em có là được cô Thanh Thủy ở bên Úc là cô có tặng cho cái mái hiên này, để mà che cái mái hiên này thì nó rất là tiện và rất là tốt. Mỗi khi mà trời mưa lớn như này này thì mưa là nó cũng không có ướt vào phần sân. Chứ còn bình thường ý, bố mẹ em có ý là không có cái mái này này thì những cái đồ đạc như này mưa là sẽ bị ướt hết. Đây là chỗ thóc mà hôm trước làm là còn chưa khô nên là đang phải để tạm ở đây. Mưa lớn quá, cầu mong sao là mưa nhưng mà đừng có mưa quá là to như này thì
nhiều chỗ lại bị sạt lở, không khéo là tầm giờ này là ruộng ở dưới kia chắc là còn bị sạt nữa ấy. Ôi dồi, đây là mới mưa có tí mà bến dưới nhà em coi là nó đang bị ngập rồi. Này nó đang bị tăng cái túi bóng ở đây này, cái chỗ này nó đang bị chắc này đấy. Ủa ôi. Mưa chỗ này là nước nó hắt vào hết. Đã đó, con tránh ra không là con mèo nó rơi vào nước là không được. Này tiệm cói sẽ làm món cà chua nha các bác. Đây là cà chua trên em cói là khác tự trồng. Đây quả cà chua bi. Bình thường là hay nấu cơm bếp củi ngoài, nay là đun ở bên trong bếp thôi. Này nấu ga ở bên trong. Này tiệm cói sẽ dán cá sông. Nay mưa gió thì sẽ ăn cá rán nha các bác. Cá mà em có giá đông. Giá đông từ lúc chiều tối. Các bác xem. Đó là cái chảo này. Không biết là nhà các bác là có còn sử dụng mỡ lợn đen để mà nấu nướng không. Nhà bố mẹ em cói thì vẫn còn dùng mỡ lợn đen để xào nấu. Hôm nay là rán cá bằng mỡ lợn đen luôn. Đã đi tắm đi. Phải công nhận là chiều ngày hôm nay mưa to thật. Quả cà chua này thì trông như vậy thôi nhưng mà nó rất là chua. Nó vừa bé và vừa chua, nó chua hơn cái quả cà chua to mình mua ở ngoài chợ ấy. Có nhập một ít để làm nó canh cà chua. Cái này thì trồng tự nhiên là không có tí gọi là thuốc thang gì cả. Cá được ở đây. Cá này thì sẽ tùy vào khẩu vị của từng gia đình. Như nhà bố mẹ em có thì sẽ thích ăn nó kiểu cháy cháy và giòn giòn một chút. Mùa này trên vùng cao chúng em là hầu như là
Nhà nào cũng sẽ đều có rau bí. Cá thu ở đây đấy. Mùa này là không có gì ngoài bí. Có những lúc ấy thì em coi cũng phải đi ghi hình sai. Hay những cái lúc mà được ở nhà nấu cơm như này thì thật sự là em coi cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Em coi rất là trân trọng từng cái giây phút, mà trân trọng từng khoảnh khắc như thế này. Trời còn đang mưa, nghe tiếng mưa rơi và được ở nhà đấy, nấu cơm cùng với lại gia đình, cả nhà cùng ăn cơm. Hôm nay thì bố em cói là đi vắng rồi, nên bố đi xa. Mỗi em cói với lại bé Đạt với lại mẹ thôi. Chị gái em cói thì chị đi làm rồi, chị cũng có công việc riêng của chị. Có những hôm thì em cói đi quay và về muộn thì về đến nhà là bé Đạt đã ngủ rồi. Bố mẹ phần cơm cho là tự ăn sau. Không biết là ở nhà các cô các bác lại ăn cơm mấy giờ ở trên nhà trên chúng em ấy. Bố mẹ em có đặc biệt trên vùng cao là chắc là mọi người có cái kiểu truyền thống là ăn cơm muộn rồi. Thế lúc nào cũng cứ phải tối sầm như này tầm khoảng 7 giờ. Tầm 7 giờ, 7 rưỡi là mới bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong là đi ngủ luôn, ngủ sớm để sáng ra là thức dậy sớm. Đây là ngọn su su với lại ngọn bí. Đây, nhập chung luôn. Không chơi con mèo nữa con ơi. Còn một ít thịt xào với lại ớt của trưa nay là giờ em có đảo luôn cái rau bí này. Có canh cà chua rồi. Nhà em có gì nấu thông như này ăn thôi. Đặt cho con mèo ăn con cá. Đạt là yêu động vật lắm, chó hay mèo đều thích. Tắm rửa sạch sẽ rồi không sờ nữa nhá, không ôm nữa nhá. Ôi, đang định ăn cơm thế là mất điện rồi. Đó. Đây nè, sâu đấy đi. Hả? Cho con mèo ăn cá. Ăn xong hãy cho, bây giờ thôi nó không ăn đâu. Bây xong con hãy cho nhá. Đừng có mang đi mà. Đấy, khi mà các bác ăn cơm cùng với lại nhà em cói á. Đi cho ăn sâu à? Ừ. Ăn ít thôi. Con tự tế đi. Đạt giỏi mà, Đạt tự nấu cơm được mà. Mày lâu cứ đưa hàng cho mà hàng nằm mày lại tự. Hàng nằm mình đánh thừa những tật quà. Cơm nằm có đi. Hả? Không có cơm nằm không? Hôm nay mình ăn cơm nguội vì trưa nay nấu cơm là vẫn còn ăn. Ăn canh cà chua không? Đó. Đạt là... Tao có uống một cái. Uống thử đúng không? Ừ.
được ngon mà. Được. Rồi. Ừ, đây con uống cà, canh cà chua đã. Ừ. Đã có biết mời ăn cơm không nhỉ? Cơm ừ. Nghiêm túc. Con mời nói cơm. Con mời mẹ. Không rồi, bà. Làm sao? Ăn cơm. Ăn cơm. Làm sao phải mời bà trước mới đến mẹ nhờ chưa? Ừ. Vâng. Vâng ạ. À. Nhưng mà mẹ có mời con đâu. Hả? À thế giờ mời mẹ mời Đạt ăn cơm nhá. Mời bà ngoại ăn cơm. Ăn luôn chứ mẹ Đạt đây. Đây là bà ngoại của Đạt. Ăn luôn. Ngoại. À quên má. Ngon. Ừ. 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 Cảm ơn. Ăn đi con. Xong rồi hả? Ờ. Vâng. Ờ. Vâng. Đi đâu? Chịu rồi, con tao ngủ. Đã thích con mèo quá. Con tẻ, nó tiếng.